Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình tiếp tục giới thiệu anh em về những dòng máy của Makita hiện tại đang bán ở bên cửa hàng mình nha anh em. Thì Makita bên cửa hàng mình bán không có nhiều đâu, đó tầm khoảng mười mấy mã thôi nha. Có mấy mã cắt sắt này, mấy mã nhỏ lớn quá mình không cầm đây. Thì trên đây nó sẽ có những cái dòng máy khoan, máy mài, máy cưa đĩa đang hết hàng, khoảng 10 ngày nữa mới về lại. Máy bào hoặc là máy quên máy máy cưa đĩa cắt gỗ ha, còn cái máy cắt đá chứ lọt máy cắt đá thì đang hết hàng nha anh em. Thì trong đây đa phần những cái máy này đều là của Thái Lan sản xuất hết, chỉ có cái con máy bào thôi là của Trung Quốc sản xuất nè anh em. Và cái giá thì trong cái video này thì có cái con là HP1630 nè. Ô có con máy máy mài 9553 9556 HP là có chỉnh giá là chút xíu nha, 1.320.000. Còn phần còn lại thì vẫn đang cái giá trước giờ anh em ha. Thì nếu mà sau này những cái lô khác mà cái tiếp về nữa mà có chỉnh giá thì mình sẽ thay đổi một chút xíu nha. Thì căn bản thì giờ Makita giá thì cũng rất là tốt rồi. Ok, bây giờ mình đi giới thiệu cho anh em về những dòng máy mài trước, xong rồi đi qua những dòng máy khoan nha. Trong cái video này đang thiếu một cái con máy cắt đá nè, một con máy khoan nè, một con máy khoan với một con mà một con một cái con máy cưa đĩa HS 760 không có hàng luôn nha, hoặc những cái máy đá nó lớn ha. Rồi, thực ra thì bây giờ những dòng máy Makita về giá cũng khá là mềm bên em chứ nó không có mắc nha. Đây là cái dòng máy mài gốc đĩa 100 cốt M10 9556 HP. Cái dòng này thì của Thái Lan sản xuất nha. Đó, sản xuất tại Thái Lan. Đó, giá là 1.320.000. Lúc trước cái mẫu này nó chỉ có 1.200.000 thôi, gần 1.300.000 đó, thì nói chung chỉnh giá là chút xíu nha. Thì hãng nó chỉnh cũng khá lâu rồi, nhưng mà cho mình thì toàn nhiều quá ha. Hết cái lô hàng cũ thì mình mới về lô mới mới chỉnh giá mới được. Cái dòng này thì trang bị chúng ta là một cái đĩa nè nha, một cái đĩa mài, rồi một cái chắn bảo vệ ha, một cái tay cầm đó, và một cái khóa mở lưỡi cái máy nha. Cái khóa mở lưỡi nằm ở đây, ok ha. Rồi sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành. Mấy con này thì hàng chính hãng của Makita, bảo hành 6 tháng nha anh em, chính hãng của Makita bảo hành 6 tháng. Và đây đây là cái máy 9556 thì công tắc này công tắc bóp nè nha. Hàng này của Makita làm rất đẹp. Makita có hai phiên bản, một đó là M nha, M của từ hàng Matek đưa lên đó, còn dòng là dòng của Makita luôn nha, chứ không phải gọi là M đó. 9556 HP, công tắc bóp, công suất của nó là 840W để 100 cốt M10, tốc độ quay 11.000 vòng một phút nha. Đó, giá là 1.320.000 anh em. Những dòng này thì anh em có công tắc khóa nè, bóp thôi thì anh em xài thì cắm điện vô thử ha. Đa phần chuẩn của người ta là cái loại dẹp như này nè. Đây, rồi ok ha. Nói chung mấy ma người ta thì anh em cứ cứ thích mã nào chọn mã đó, chứ máy nó chuẩn lắm anh em. Mình bán này mình thấy những cái dòng Makita này nó rất là chuẩn về máy ha, hiếm khi nào dòng nào mình ấy lắm. Còn mấy cái chuyện máy khoan mới nó chỉ sẹt lửa ở chỗ cái chỗ thang chuyện bình thường nha mấy anh em. Lúc mua máy khoan về xong mình thấy cái chỗ thang á nó sẽ sẹt lửa, cái mấy hàng xóm nói này bị lỗi cái đem đi đổi. Mà thực ra mà nói thì cái đó thì tất cả những cái máy nào nó cũng sẹt sẹt vậy đó. À, mình mua hàng cho mình xài chứ không phải cho sớm xài đâu ha. Thì những trường hợp đó mà anh em ấy thì chỉ có trả tiền lại thôi chứ không có bán, bởi vì có đổi máy mới chăng nữa thì nó cũng vậy. Rồi ok nha, cái dòng này là 1.320.000. Kế tiếp nữa một con máy mài gốc nữa, 9553 ha. 9553 có hai mã NB và 9553B. Hai cái mã này thì nó khác nhau ở cái chỗ là công tắc trượt và công tắc đuôi. Cả hai dòng này thì nó đều là đĩa 100 cốt M10 hết và đều là Thái Lan sản xuất hết nha. Đây đây là cái mã 9553B. Giá 1.040.000. Anh em ơi, 9553B 1.090.000, trang bị một cái đĩa mài nè. Một cái đĩa mài, một cái chắn bảo vệ ha.
chống bảo vệ và một cái khóa mở nha. Cái dòng này là không có tay cầm nha, không có tay cầm hết rồi nha. Đối với dòng này là công tắc đuôi đây đó, đuôi ha, không có tay cầm nha anh em. Lưu ý dùm ha, đó khi công tắc đuôi thì gạt vào vị trí số 0 nè. Rồi chúng ta cắm điện. Đây. Nãy giờ mình đọc mã cho anh em toàn là của Makita không nha, chứ không phải là M. Ok ha. Makita làm rất là đẹp anh em ha. Đây, Make in Thái Lan. Điện 710W nha, tốc độ quay 11.000 vòng phút nha, 710W. Những cái dòng mà Makita làm rất là đẹp nha, từ cái nhựa cho đến cái phần này nè, đẹp lắm. 1.040.000 cho cái mã 9553B công tắc đuôi em ha. Dòng này là lưu ý không có cái tay cầm nha, không có cái tay cầm. Thì những cái máy mà người ta như mình rất là lâu anh em ha, như là cả năm nay đó, cả năm nguyên năm 2022 mình chưa giới thiệu những cái mã này cho anh em ạ, chỉ giới thiệu lại thôi chứ mấy này bán là bán thường xuyên. Và Makita cái dòng này nó ít có khi nào có cái những cái chương trình khuyến mãi mà để khách hàng lắm anh em nha. Nó dành chương trình khuyến mãi cho những cái dealer như đại lý mà phải ôm cái số lượng anh em thì nó mới có khuyến mãi thôi. Nhưng mà đối với những trường hợp đó thì khó, khi những cửa hàng họ khó áp những cái, tại vì anh em biết cái giá của Makita và những cái mã này nè, nó đưa ra một cái giá bán lẻ ra ngoài rất là cao nha, rất là cao luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở bảng giá, mình mở cho anh em coi nha, để bật mí cho anh em coi. Tại nè, cái giá 1040 nó có mắc hay không, anh em chờ mình xíu, lấy bảng giá anh em coi nè. Rồi đây ha, cho anh em coi nè, anh em thấy cái mã nè, 9553B nè, à, máy mài công tắc đuôi nè, giá hãng đề xuất là phải là 1.496.000 nha anh em. Đó, giá là hãng đề xuất 1.946.000, đó là giá hãng yêu cầu bán á. Còn khi mà bán với cái giá này thì cái đó là cái là 1066 là cái giá ha. Đó, còn cái giá mà khi mà nhập vô mà hưởng chiết khấu là 1.047.000. Thì ở đây mình chỉ đoán bán anh em là 1.040.000 hưởng chiết khấu phần trăm ở trong đây. Anh em ha, rất là thấp, không tới 10%. Đó, không tới 10% của Makita. Nhưng mà khi anh em lấy cái số lượng nhiều á, một cái gói á thì nó mới cho mình một thêm một cái khoảng phần trăm nữa, thì mình vừa theo đó để mà có lợi nhuận trên đó thôi. Chứ anh em mà lấy một cái, hai cái bán giá này không có được anh em ha. Một cái, hai cái đối với máy mài của người ta anh em không có lời luôn, phải bán tới 1.400.000, nó là như vậy đó. Rồi ok nha, con này mình sẽ qua nha, 1.040.000 nha, 9553B công tắc đuôi. Cái tiếp nữa đây là cái mã 9553NB giống y chang con nãy khác đó, chỗ là công tắc trượt, giá cũng là 1.040.000, cũng Thái Lan sản xuất luôn. Mấy cái mã này là tất cả đều có trưng bày tại cửa hàng mình hết, kèm một cái đĩa mài nha. Cái dòng này thì có tay cầm nè, một cái chắn bảo vệ nè, một cái tay cầm nè, một cái khóa mở lưỡi nè, vậy ha. Đó. Đây, công tắc này công tắc trượt anh em ha, tắc trượt này, ok ha. Thật ra Makita này biết không, rất là dễ bán rất là dễ mà bán rất là nhiều luôn, nên cái vấn đề mà nó tồn kho nó ít lắm, không được về nhà đi lẻ lắm anh em ha. Đó, cái dòng này có mã là 953NB ha, Make in Thái Lan, đĩa 100, cốt đĩa 100, tốc độ quay 11.000 vòng phút nha. Đó, công suất là 710W. Ok ha. Đó. Mấy cái mã này huyền thoại luôn, bán rất là nhiều. Ha, 9553 rồi NB 39556 hoặc GA40001 á. Mấy mã đó thông dụng luôn á nè. Thông dụng luôn. Makita nó khác so với chỗ cái The World anh em, là nó dễ bán hơn. The World nhiều lúc phải chạy hành trình giảm giá, sell off này nọ các kiểu luôn á, thì mới ra được hàng, nhưng mà sell off chứ quá thì nó đâu có lời. Trong khi ví dụ những cái Makita này mình vẫn bán theo cái giá này, nhưng mà mình chịu tồn kho chút xíu, mỗi cái mã máy mình ví dụ mình tồn khoảng mười mấy con đi ha, thì nó cũng có thể là được một cái giá hơi tốt chút xíu đó.
Rồi ok nha, 1.040.000 cho cái mã này, 9553NB. Kế tiếp nữa về máy mài thì Makita, nãy dần tiếp Makita nha, chưa qua MT. Đây là hai cái mã GA4030 và 4031. Hai cái mã này thì nó thiết kế là cái thân nó thon hơn, nó gọn hơn và nó khác nhau công tắc đuôi và công tắc trượt thôi. Đồng giá 1.030.000. Thì về cái con GA4030. Anh em ơi, GA4030 đây. Giá 1.030.000. Rồi tiếp tục anh em ơi. Đây. Cái con này thì nó dùng là cái công tắc trượt. Công tắc trượt thì nó sẽ trang bị một cái tay cầm nè anh em ha, một tay cầm nè, một chắn bảo vệ nè, một cái khóa mở lưỡi nè, một cái đĩa nè nha, và một cái máy. Đó. Cái dòng GA thì nó thiết kế nó thon nha, nó thon hơn, cũng đĩa 100 cốc M10. Công suất của nó là 720W đĩa nha. 720W. Đó. Thiết kế thon gọn như này mà, nó gọn gọn như này nè, ha, mẫu GA. Đó. Thì anh em mình quen mẫu nào mình mua mẫu đó thôi, chứ mình thấy mình bán chạy đều hết á. Ok nha, đây. Cái anh em đi cái GA, những cái dòng mà Makita mà nó thiết kế cái đầu rất là đẹp, nhưng mà sang những cái dòng mà M á thì cái đầu này thiết kế nó không có đẹp. Hay mình thấy nha. Ok, máy chạy rất là êm. Nó thiết kế cái nhôm này đẹp lắm. Rồi ok nha, 1.030.000 cho con này. GA4030. Công tắc đuôi. Đối công tắc trượt lộn nha. Kế tiếp GA4031, dòng này là công tắc đuôi. Giá cũng là 1.030.000 luôn. Cũng Thái Lan sản xuất luôn. Đối với Makita anh em nãy giờ anh em để ý ha, công tắc đuôi thì nó không có cái tay cầm, trang bị một cái đĩa nè nha, một cái chắn bảo vệ và một cái khóa mở lưỡi thôi, công tắc đuôi không có khóa nha, không có tay cầm nha. Và đây là cái máy công tắc đuôi nằm ở đây nha. Anh em gắm điện vào thì để cái công tắc ở vị trí số 0, rồi chúng ta hãy cắm điện vào ha, tạo thói quen ha, xài mấy công tắc đuôi mà tạo thói quen nha. Máy rất là đẹp, để 100 Make in Thái Lan ha, tốc độ quay 11.000 vòng/phút, 720W. Đó. 1.030.000 cho con GA4031 này. Tại nhiều lúc anh em biết á, nó bán riết mà thành giống như là bình thường, giống như là không cần mình phải quảng cáo nhiều anh em á, lâu lâu thì giới thiệu lại thôi. Chứ cái video mà mình giới thiệu Makita chắc phải cả năm rồi đó, anh em nào xem lại những cái video mà giới thiệu mấy cái máy nè, cả năm rồi đó nha. Rồi 1.030.000 nha, với lại cái giá bên hàng mình bán anh em thấy cũng hợp lý ha, chứ nếu mà bán theo cái giá mà hãng đề xuất nó rất là cao, nó rất là cao luôn nha. Đó, rất là cao. Rồi kế tiếp đây, đây là cái mã máy mài nè, M. Nó khác nhau ở chỗ là nó có chữ M đầu tiên, là nó nâng cấp từ cái phiên bản mắt tét á. Ngày trước thì nó có màu đỏ, bây giờ ra là cái màu xanh luôn rồi, nhưng mà nó cái mã thêm chữ M vô nha. M9506B, đây là máy mài công tắc trượt đĩa 100 nha, có M10, dòng này là của Thái Lan sản xuất luôn, giá nó rẻ hơn, 830.000 thôi, 830.000 thôi nha. Cái dòng này thì nó sẽ trang bị cũng đầy đủ ha, một cái chắn bảo vệ, một cái tay cầm, một khóa mở lưỡi. Rồi vậy thôi. Đây. Anh em xem cái đầu mình nói nè, nó thiết kế là cái này nó khác ra, cái vỏ này nè, nó không có đẹp như cái con Makita kia. Đó. Dòng này cũng là của Thái Lan xuất nha, mấy anh Thái Lan luôn nha, giá chỉ có 830.000 thôi nha. M9506B. Con này bán khá là chạy ha. Những anh em nào xài để đi qua gia đình hoặc là công trình này nọ mà vừa vừa thì mình có thể xài con này được nha, 720W là có thể xài được rồi. Ok ha. Để mình nghe tiếng máy nha. Đấy, máy chạy cũng hơi êm ha. Cái dòng này của Thái Lan hết anh nha anh em.
Nói chung bây giờ Thái Lan hay Trung Quốc gì đó mình thấy nó cũng hãng, bây giờ Trung Quốc sản xuất nhiều lắm anh em ơi, rất là nhiều luôn. Milwaukee bây giờ rất là nhiều máy sản xuất ở Việt Nam có, Trung Quốc có, ha, các nơi đều có. Rồi 830 ngàn nha cho cái mã M9506B nha. Rồi mình ra qua máy máy khoan nha. Đây là hai cái mã máy khoan đây. Đó, máy khoan này là máy khoan Makita HB1630. Cái dòng này giá là 1.380.000 ha. Dòng này cũng Thái Lan sản xuất luôn. Đó, dòng này thì nó huyền thoại rồi, bán hầu như là dòng này bán hầu như là mình nói là nó thành phổ thông luôn rồi đó. Một cái tay cầm này nè, một tay cầm. Rồi, một cái máy. Máy này nó không có cái nhựa gì nha, nó là nằm như thế này thôi. Hết rồi đó. Sách hướng dẫn sử dụng, còn cái cây ti nữa có không? Không có, không có cây luôn. Đây anh em hết rồi nè. Thấy không? Hết rồi nha. Không có cái cây hành trình luôn nha, không có luôn nha. Anh em lưu ý nha. Để con mua xong quay lại hỏi đâu rồi. Đâu có đâu mà. Nha, nó chỉ có tay cầm thôi, nó sẽ không có cây hành trình này nha, cái đó phải mua thêm. Rồi. Đây, HB1630. Cái này là cái hộp màu xanh. Lúc trước cái mã này cái hộp màu trắng mà người ta đổi hộp hoài. Rồi. Khoan và khoan búa ha, hai chức năng khoan và khoan búa nằm bên đây. Đó, đầu kẹp 13 mm. Công suất con này là 710W, tốc độ 3200. Chỉnh tốc cò có chỉnh tốc ở đây ha. Đó. Rồi. Đảo chiều nè ha. Rồi khóa cái công tắc lại. Ok ha. Đó, đảo chiều đây. Đó. Cắm điện thử nha. Cái chỗ than vẫn có tia lửa nha anh em nha, không không có nào không có đâu nha. Nè. Đó đó. Đảo chiều qua. Điều tốc tay cò ha. Cái dòng này điều tốc tay nó bóp luôn chứ nó không có cái núm dặn nha, dòng này không có núm dặn. Đảo chiều trái phải nằm ở đây. Ok, gạt qua nằm ở đây thì búa. Đó. Rồi, rất là đẹp. HB1630 giá nhắc lại là 1.380.000 nha anh em. 1.380.000 cho mã này HB1630 ha. Thì mấy cái Makita thì mấy cái mã phổ thông này thì nó qua lại thôi, chứ mấy mã máy pin hiện tại giờ giá nó cao lắm, mình chưa nghiên cứu những cái mã nào để bán thị trường á, chủ yếu máy điện là bán nhiều nhất. Rồi kế tiếp đây là cái dòng máy khoan có mã là M8103B. Cái dòng này cũng Thái Lan sản xuất luôn mà giá nó rẻ hơn con nãy chút, 1.000.000 đồng một cái nha, 1.000.000 đồng. À. Trang bị một cái tay cầm nè nha. Rồi hết rồi. Rồi nó chỉ như vậy thôi à. Đó, một tay cầm và một cái máy thôi nha. Này là máy mới mới khủi thị luôn ha. Nó không có cái gì hết, không có cái bọc ni lông luôn nha. Nãy giờ mình khui anh em thấy rồi. Tiết kiệm ni lông. Rồi. Cái dòng này thì 430W nha. Chức năng khoan và khoan búa. Anh em đi qua gia đình chúng ta đi khoan này nọ mỗi mũi mà tường 10 ly hoặc 12 ly khoan tường nữa anh em á, gia đình nó xài cũng được. Đa phần tường gia đình ta xài tầm khoảng cỡ 6 ly 8 ly nọ rồi ha, khoan sắt khoan gỗ thì ngon nha. Đầu kẹp 13 mm đó. Đảo chiều này. Nha. Thái Lan sản xuất nha, tốc độ quay 3000. Từ 0 đến 3000 điều tốc tay cò ha, bóp nhanh thì nhanh nè, đảo chiều trái phải ha. Công tắc đảo chiều nằm ở đây.
430W, đó chức năng khoan và khoan búa nha. Nó giống, mình thấy cái cụm này em, nó giống như con HP hồi nãy nha, nó giống con HP này đó. Ok ha. Và cái tay cầm thì nó cũng vậy thôi, nó sẽ không có cái cây giới hạn hành trình mũi khoan. Rồi giá là 1.000.000 đồng ha, cho cái máy này 1.000.000 đồng nha anh em. Mấy cái máy này mình giới thiệu đây là đang có hàng sẵn hết á. Hàng máy này đều chính hãng của Makita, bảo hành chúng ta là 6 tháng. Rồi kế tiếp giới thiệu anh em qua con máy cưa đĩa. Đây là con dòng máy cưa đĩa của Thái Lan, sản xuất luôn, giá là 1.600.000. M5801B, cái dòng này bán rất là chạy. Những anh em nào xài gia đình DIY hay là xưởng hay là gì đó, anh em có xài ngon. Còn anh em nào muốn xài ngon hơn nữa thì mua con HP HS7600, cái con đó như là 2.000.000 mấy, 2.400.000 hay 2.500.000 vậy. Khoảng khoảng đó. Anh em có người mình hiểu con HS7600 ha. Đó, còn bình thường mình xài con này cũng ngon rồi, giá cũng tiệm cận. À, giá cũng tiệm cận ha. Ngang với con Stanley ha, nhưng mà mình thấy con này nó ok ha. Hàng này của Thái Lan sản xuất nha. 1.600.000. Trang bị một cái đĩa Makita. Đĩa này là đĩa 185. Số lượng bao nhiêu răng này nó không có ghi ta. Mình nghĩ coi ở đây nó 40 răng này ha, 40 răng đĩa cắt gỗ nha. Rồi hết rồi. Đó. Và một cái cử nha, cái cử nằm bên kia. Và đây là cái máy. Dòng HP này máy chạy rất là êm anh em ha. Sản xuất tại Thái Lan nha, tốc độ quay 4.900W. Đó nha. Cái cụm này là bằng nhôm nè. Rồi nhôm rất là đẹp nha. Cái bát như này bằng nhựa nha. Chạy rất là mượt. Ở đây thì có xả nóc ra để hạ cái mâm xuống. Đó, hạ mâm xuống nè. Còn xả ốc ra để nghiêng cái mâm nha, nó có đầy đủ hết. Xả ốc ra, xả ốc ở đây luôn. Con ốc đây nó thiết kế cái cao su anh em, cầm nó êm tay hơn là những cái dòng rẻ tiền. Rẻ tiền làm bằng sắt, cầm hơi cứng. Còn đây nó có miếng đệm nè, cầm êm tay hơn ha. Đó. Nghiêng 45 độ nha anh em ha. Nghiêng 45, siết lại. Rồi, ở đây thì nó sẽ có nâng hạ lưỡi nằm ở đây. Đưa lên siết lại nha. Siết lại. Rồi. Và đây là cái máy. Cái máy này nó sẽ có khóa cò để mình cắt lâu liên tục được. Những cái dòng khác thì nó sẽ không có nha. Dòng khác thì nó chỉ là cái nút này là nó lóc cái cò chứ nó không phải dùng để khóa. Bóp này để khóa cục để thay lưỡi. Rồi cắm điện thử nha. Anh em nghe tiếng máy. Không, tiếng máy chạy nó phiêu lắm anh nè ha, êm á. Rồi 1.600.000 đây. Mâm mà đẹp ghê không, mâm là bằng sắt nha chứ không phải bằng nhôm, mà nó dày, nó sơn rất là đẹp nha, đây nè, rất là đẹp luôn anh em ha. Dày, sắt dày, nhôm mới đẹp ha. Tay cầm này có phủ cao su nè. Rồi 1.600.000 cho cái máy cưa đĩa. Rồi dòng máy cuối cùng, đây là con máy bào. À, trong nãy giới thiệu có con này xuất ra Trung Quốc này nè, 1.260.000. Giá này bán rất là lâu rồi, không biết cái đợt mới về có tăng giá không. Rồi cái dòng này thì dùng lưỡi bào là 82 ha, lưỡi bào phổ thông có mã là M1902B. 1902B ha. Thì cái cử ha, máy này phổ thông thì nó cũng có như rồi. Đây là những cái để mài cái mũi bào nha, mài cái lưỡi. Cái cử ha, để mài lưỡi bào nè ha. Hầu như cái các dòng máy nào cũng có trang bị theo. Bình thường. Đó, và đây là cái máy. Hết rồi nha, nó vậy đó. Đây nè. Về thông số con này thì nó có công suất là 580W nha. Tốc độ quay 16.000 dòng.
Công tắc thì nó sẽ có khóa này, chỉnh thì chỉnh hành trình bạo anh em ha, 0,51 mm. Khi mà chúng ta siết này nè, siết này vào thì nó sẽ rút cái này lên, cái này có miếng miếng xốp nè, thấy không, miếng xốp nè, nó sẽ rút cái miếng này lên, rút miếng này lên thì nó giúp cái lưỡi bào nó đưa xuống nhiều hơn, thì nó sẽ là hành trình của nó, lưỡi bào đó. Chúng ta siết vô là nó rút cái miếng này lên ha, là đưa lưỡi bào xuống. Rồi cái cử này là xả này ra ha, xả này ra, chúng ta gắn cái cử này vào, cử này trong này nè đó nha. Rồi trong đây nó sẽ có cái lục giác để chúng ta mở cái lưỡi bào này, cái lưỡi bào này nè ha, một lưỡi nè, hai lưỡi ha, đây hai lưỡi bào nha. Rồi lưỡi bào 82, lưỡi bào phổ thông rất là thông dụng luôn anh em, thử nha. Cái dòng này thì nó sẽ không có cái miếng nhựa nằm ở đây để khi chúng ta đưa xuống nó không có ấy, nên khi mà chúng ta bào xong là cái máy nằm ngang. Rồi thử nha. Wow, đã quá. Nói chung các máy bào mà nó chạy êm lắm nè, rất là mượt luôn. Bởi vì mỗi lần bào chúng ta bào cái lớp nó mỏng lắm, nó không phải mấy ly thôi. Cái dòng này tối đa luôn bào một lớp là, ví dụ như gỗ cứng á, chúng ta bào mỏng là 0,5 mm thôi. Còn như gỗ mềm, gỗ thông thì ta chỉnh xuống một ly để làm chi, để cho nó máy nó tuổi thọ nó bền hơn nha. Đó, để không nó không bị ép á. Thì chúng ta xài những cái gỗ nào chúng ta thường anh em xài anh em biết ha, gỗ mềm thì có thể chỉnh nó sâu hơn một chút, còn gỗ cứng thì chúng ta sẽ bào nhiều lần, mỗi lần bào ví dụ 0,5 mm cho nó nhẹ máy, nó là như vậy nha. Rồi ok, 1.260.000 đang giá rất là tốt. Cái dòng này sản xuất tại Trung Quốc nha, anh em đã nhu cầu mua thì liên hệ. Rồi tất cả và những cái dòng nãy giờ giới thiệu cho anh em thì nó cũng chưa đủ lắm ha. Makita thì còn có cắt sắt này nọ ha. Anh em có thể ghé bên 850 Lạc Long Quân, bên 876 Lạc Long Quân, phường 8 Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để xem những cái mẫu trưng bày. Nó có mẫu trưng bày mấy cái mã cắt sắt nè, rồi nó sẽ có trưng bày những cái mẫu cửa đĩa, nói chung mấy cái mẫu nãy mình giới thiệu là đều có hàng trưng bày hết. Anh em muốn cầm thử gì đó cứ ghé bên 876 coi ha. Có máy sẵn luôn. Đó, có máy sẵn để mình coi. Rồi ok nha. Một lần nữa cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.